Và thưa quý bạn chị em, hôm nay tôi cùng với bạn chị em sẽ cùng suy gẫm một cái đề tài, đó là biết mới sống. Mà chúng ta sống thì chúng ta cần phải biết. Và trong tờ chương trình chúng ta có in câu gốc ở phía trước. Xin mời quý bạn chị em chúng ta cùng đọc chung câu gốc này với tôi một lần. Phía trước tờ chương trình chúng ta có câu gốc. Tôi xin đọc ở trong sách Văn đoạn 7 câu 3. Và sự sống đời đời là nhìn biết cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ là đấng cha đã sai đến. Chữ biết ở trong câu kinh thánh này để cho chúng ta đó là biết Chúa thì chúng ta sẽ được sự sống đời đời. Có những chữ biết mà chúng ta nói là chúng ta biết sơ sơ, nó khác với cái chữ biết đó là chúng ta đã từng trải nghiệm qua nó, chúng ta biết bằng cách thực hành qua nó khác. Ví dụ như chúng ta nói là bạn có biết bơi hay không, thì người đó nói biết, tôi biết bơi, tôi biết đứng nước, tôi biết qua sách vở, tôi biết qua trong các chương trình TV, có thể nói tôi biết bơi. Nhưng cái thực nghiệm của người đó có biết bơi được không, nhưng mà chị em có thể chúng ta hỏi người đó à, bạn biết nói tiếng Anh không, nói biết, nói hello mà biết goodbye, như vậy là tôi nói là tôi đã biết tiếng Anh rồi. Và trong các buổi thờ phượng của chúng ta ở đây thì có đôi lúc chúng ta cầu nguyện cho các anh em của chúng ta, nhất là những người đau yếu, những người cần đến sự giúp đỡ của Chúa, thì chúng ta có thể thường nghe với các vị tên đó là Ca Văn, Cụ Đặng Trần Cũ hay là gì đó, rất nhiều người. Chúng ta nói là chúng ta biết người đó, chúng ta biết qua cái gì, qua cái sự nhắc nhở cái tên, nhưng chúng ta không biết người đó là ai, ở đâu, bị bệnh gì, nhưng chúng ta vẫn dùng những lời cầu nguyện chúng ta trình lên cho Chúa. Khi có một người nào hỏi với bà chị em rằng ông bà chị em có biết Chúa không, chúng ta nói Chúa Giêsu là người bị đóng đinh trên thập tự giá, đã bị chịu chết, ta biết được Chúa như vậy thôi. Nhưng chúng ta là chưa có trải nghiệm qua bằng chính cái kinh nghiệm chính đời sống của mình, thì chúng ta cũng chưa nhận được cái sự sống đời đời. Và có một câu chuyện thì kể về có một cái ông này, thì ông phải nói là ông rất là tài giỏi, cái chuyện gì thì ông cũng biết hết trơn. Ông được đi du học ở nước ngoài với nhiều cái bằng, nào là bằng tiến sĩ, rồi bằng văn chương, rồi bằng sử ký, bằng pháp luật, kinh tế học, xã hội học, triết học. Ngoài ra thì ông có cái bằng đó là y khoa, bác sĩ và kỹ sư cầu đông nữa. Và bởi vì thế khi ông trở về nước thì người ta gọi ông đó là bác học, thì người ta đã tôn trọng và kính nể ông bao nhiêu, thì ông lại càng tỏ cái vẻ của mình ra. Và đôi khi là nói chuyện với những người cùng nước với ông đó, thì ông không có nói cái tiếng bình thường, nhưng mà ông lại thổ ra những cái tiếng nước ngoài để cho người khác thấy là mình tỏ vẻ ta đây mình có kiến thức học nhiều. Và một bữa nọ thì nhà bác học mới đi vào một cái vùng quê, thì khi đi qua đó thì ông phải đi qua một cái chiếc thuyền nhỏ, bằng một cái chiếc thuyền ba lá như ngày xưa. Thì sau khi mà đi trên thuyền đó thì người lái đò mới hát, thì nhà bác học mới hỏi người lái đò là ồ, anh cũng biết âm nhạc nữa hả, anh có biết âm nhạc là cái gì không? Người lái đò nói khiêm tốn, nói dạ tôi là người lái đò, tôi chỉ biết ca dài ba câu thôi chứ không biết âm nhạc là gì. Thì người này mới tiếp tục hỏi người lái đò, tiếp tục đó là thế anh có biết tiếng Anh, tiếng Pháp không? Người lái đò nó cũng không biết. Thế anh có biết chính trị gì không? Người lái đò cũng không có biết. Thì người khoa học này mới tiếp tục nói là vậy thì anh có biết sử ký, pháp luật, kinh tế học là gì không? Nói dạ tôi là người lái đò dốt nát thì không có biết cái điều gì hết. Như vậy thì anh đã chết đi nửa cuộc đời rồi, nó không có biết cái gì hết trơn. Thì sau khi nói như vậy thì người bác học mới hỏi một câu nữa là thế anh có biết nước lớn, tại sao có nước lớn, nước rộng không? Vừa hỏi như vậy thì tự nhiên có một cái trận gió đến rất là mạnh, thì người lái đò này chống chọi
kèo không có nổi, cho nên mới hỏi nhà bác học đó là thế anh có biết bơi xuồng không, bơi phụ tôi đó. Người bác học hư cái này thì tôi đâu biết. Người này mới nói thế là ông đã chết nửa cuộc đời rồi. Thì nhà bác học mới bít đỏ mặt hết. Thì trong những lúc như vậy thì cái chiếc thuyền của anh chao đảo, bắt đầu nó sắp chìm tới rồi. Thì nước đã tràn vô thì người bác học cái chìm nó cuốn luôn đi nha, không biết vớt. Thì ông lấy đò hỏi như vậy thì ông có biết bơi không? Không biết. Vậy là hôm nay ông đã chết cả cuộc đời. Tôi quý bà chị em, một câu chuyện này để cho chúng ta thấy được đó là đôi khi chúng ta biết rất là nhiều thứ, văn chương, xã hội học, kinh tế học, tất cả những cái gì chúng ta có bằng cấp cao ở trong xã hội, nhưng cái cần biết mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ gặp những cái nguy cơ đó là giống như nhà bác học này. Chúng ta biết nhiều thứ ở trên thế giới, chúng ta đã từng đi du lịch nhiều nơi, chúng ta đã mở mang cái tầm nhìn của mình, nhưng chúng ta không biết về Chúa thì chúng ta cũng nhận cái kết cục đó là sự chết. Và câu kinh thánh này để cho chúng ta biết đó là nhìn biết Chúa để chúng ta nhận được sự sống đời đời. Chúng ta biết nhiều thứ nhưng cái cần biết mà chúng ta không biết. Và trong sách Thi Thiên thứ 53 câu số 1 thì có viết rằng kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác, gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Những người không tin Đức Chúa Trời, những người không biết về Chúa, và trong Kinh Thánh thì như vậy, nói những kẻ ngu dại nói trong lòng, chẳng có Đức Chúa Trời, là những người phạm nhiều tội lỗi, làm những điều gớm ghiếc. Và trong tất cả bà chị em ở đây, chúng ta là những người tin Chúa, thì chúng ta cần phải biết. Và chúng ta cần phải biết những cái điều gì? Cái biết đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta hãy biết kính sợ Chúa. Và biết Chúa của chúng ta, Đức Chúa Trời của chúng ta là ai? Là đấng đã tạo nên vũ trụ, tạo nên thế gian này. Là Đức Chúa Trời với một tình yêu thương rất là vĩ đại, rất là bao la. Ngài đã hy sinh con một của Ngài, chịu chết ở thế gian này để cho con người của chúng ta chặt được những tội lỗi. Và Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng yêu thương, hằng hữu và thân hữu. Ngài luôn muốn tất cả chúng ta kính sợ Chúa, yêu thương Ngài một cách nhiệt thành. Và trong sách Thi Thiên thứ 128 câu 1 câu 2 thì có chép rằng phước cho người nào kính sợ Chúa, đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ hưởng thành quả của tay mình, được phước và may mắn. Điều đầu tiên chúng ta kính sợ Chúa là chúng ta nhận được những ơn phước. Cái ơn phước này không phải là do chính chúng ta tạo nên, mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng ta. Bởi vì chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta yêu thương Ngài, chúng ta làm theo những cái luật pháp của Chúa, thì Ngài sẽ ban phước cho chúng ta nhiều hơn nữa. Và trong sách Thi Thiên thứ 111 câu 10 thì cũng có chép: Tự kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan. Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu, sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. Thưa quý bạn chị em, sự kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan. Nếu như một người không có bằng cấp cao, không có học thức ở trong xã hội nhiều, nhưng người đó biết kính sợ Chúa, vâng giữ những điều răn của Ngài, học hỏi lời Chúa hàng ngày, thì Chúa sẽ ban phước thật nhiều cho những người đó. Và trong tất cả của bạn chị em, tôi tin chắc rằng chúng ta cũng sẽ có kinh nghiệm ở trong đó. Nếu như chúng ta học hỏi lời Chúa hàng ngày, biết kính sợ Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta có sự khôn ngoan. Và chúng ta cũng xem ở trong Kinh Thánh thì chúng ta cũng thấy được rằng Joseph, một tôi tớ của Chúa, và chúng ta cũng học bài học ngày sáng hôm nay, đó là ngày thứ năm, thì chúng ta thấy cuộc đời của Joseph như thế nào. Joseph là một người ít học, nhưng Joseph kính sợ Chúa, đi theo những cái đường lối dạy bảo của Ngài, thì Ngài sẽ dẫn dắt cho Joseph được làm đại tướng, làm lãnh đạo ở trong Pharaoh, và tiếp tục cai quản
cho Pharaoh. Và không chỉ những có Joseph không, nhưng mà chúng ta còn thấy ở đây đó là Daniel và ba người bạn đã kính sợ Chúa, không làm theo những cái điều mà vua đã cho những người này, đó là phải ăn những cái thức ăn của vua ban, uống những cái thức uống mà vua đã đưa ra. Và ba người bạn này vẫn tin kính Chúa bằng cách đó là ăn rau và uống nước đá. Và thử trong vòng 10 ngày thì chúng ta thấy đó là ba người bạn cùng với Daniel đó là khôn ngoan tài giỏi gấp 10 lần những cái cung sĩ và đồng bọn những người khác. Chúng ta thấy ở đây thì kính sợ Chúa thì Chúa sẽ ban phước hơn nhiều và cho chúng ta có được sự khôn ngoan và chúng ta nhận lãnh được những điều quý báu từ nơi Đức Chúa Trời. Và có một câu chuyện kể về có một ông quan kia. Ông quan này rất là thanh liêm, cũng rất là kính sợ Chúa. Ông không có nhận hối lộ của bất cứ ai. Và đến một cái ngày nọ thì ông lãnh xử một cái vụ án. Và sau khi trước khi xử vụ án thì cái người bị án đó là trong đêm khuya thì đến nhà của ông quan này để mà đưa hối lộ. Thì ông cứ nài nỉ ông quan đó là hãy nhận đi. Và trong lúc khuya tối thì ông mới nói nhận đi, không có ai biết đâu, tối rồi không ai biết đâu. Cho nên là nhận được một cái câu trả lời của ông quan này, nói là tại sao anh nói là không biết, có trời đất biết, đất biết, tôi biết, anh biết, tại sao nó là không biết? Đức Chúa Trời của chúng ta là một đấng có thể biết hết tất cả việc làm của mình. Cho dù chúng ta không nói ra, chúng ta không có cho ai biết, nhưng Đức Chúa Trời Ngài đã nhìn thấy cái việc làm của chúng ta, những hành động của mình, thì Ngài sẽ quở trách và Ngài sẽ sửa phạt chúng ta khi chúng ta không biết tính sợ Chúa, chúng ta làm những cái điều sai trái ở trong đời sống này. Và điều thứ hai mà tất cả chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta cần phải biết đó là chúng ta biết nhận lỗi lầm của mình và chúng ta biết ăn năn trở về với Chúa. Thật là một điều rất là đau buồn khi mà chúng ta đã phạm lỗi mà chúng ta không biết rằng cái lỗi đó là do mình. Con người của chúng ta là con người yếu đuối, không có một ai là hoàn hảo ở trên thế giới hết. Cho nên có đôi lúc chúng ta cũng rơi vào những hoàn cảnh lầm lỗi, thì chúng ta hãy mạnh dạn ăn năn tội lỗi của mình, chúng ta xin ra với Chúa thì Ngài sẽ sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Chúng ta cùng xem lại câu chuyện ở trong sách Sáng Thế Ký, câu chuyện cái tội lỗi đầu tiên do tổ phụ của chúng ta là Adam và Eva, bởi vì không vâng lời Chúa, ăn trái cây cấm. Cho nên một ngày kia Chúa hỏi với Adam. Chúng ta cùng xem trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu thứ 7. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình rõ lồ, bèn lấy lá cây vả đông phố che thân. Trước khi chưa có ăn trái cấm thì hai người này vẫn là rõ lồ, nhìn thấy nhưng mà không có sự xấu hổ trong đó. Sau khi ăn trái cây cấm rồi mắt đã mở ra và nhìn thấy, biết rằng mình là người có tội đối với Chúa. Nhưng biết tội của mình, nhưng mà Adam cùng với Eva đó là không có dám nhận cái tội lỗi của mình. Chúa mới hỏi Adam, ai chỉ cho ngươi ăn cái cây cấm này? Thì Adam mới nói, người nữ mà Chúa đã dựng nên. Chúa mới quay qua hỏi Eva, ai đã cho ăn trái cây cấm này? Thì Eva mới nói đó là con rắn. Đời sống hôm nay của chúng ta đó là đôi khi chúng ta đã phạm tội rồi, chúng ta không dám tự nhận cái lỗi của mình, chúng ta chỉ qua người khác, chúng ta đổ lỗi qua người kia, chúng ta không có mạnh dạn xin cái tội lỗi của mình ra. Hãy đến với Chúa, chúng ta ăn năn tội lỗi của mình và Chúa Ngài là đấng nhân từ yêu thương của chúng ta, Ngài sẽ sẵn sàng tha thứ giống như đứa con trai hoang đàn khi biết rằng mình đã tiêu xài hết tài sản mà cha đã giao phó cho mình, ăn chơi phung phí những ngày thỏa thích. Đó là những lúc cuộc đời của chúng ta đang rơi vào một cái hoàn cảnh tội lỗi và xấu xa ở trong thế giới này. Và người con trai hoang đàn này đã
nhận ra được cái thực trạng của mình và nhớ đến người cha của mình đang ở nhà, đang chờ đợi mình, đang ngóng tin của mình. Con đã ăn năn, đã quay trở về với cha, và vòng tay của người cha đã sẵn sàng đón nhận đứa con của mình quay trở về. Con người của chúng ta cũng vậy, giống như là con trai mang bạc đã lầm lạc ở trong thế giới này, đã rơi vào những hoàn cảnh xấu xa tội lỗi, chúng ta hãy giống như người con trai để chúng ta nhìn ra được tội lỗi và chúng ta quay trở về với Chúa. Người cha trong câu chuyện cũng giống như là Đức Chúa Trời, Ngài sẽ sẵn sàng tha thứ, Ngài vẫn luôn chờ đợi chúng ta quay trở về. Dẫu có một người ăn năn, dẫu có một người quay trở về với Chúa, thì Ngài vẫn vui mừng và tiếp đón chúng ta. Và chúng ta sẽ qua một cái thứ ba là điều chúng ta cần phải biết. Đó là một điều quan trọng trong mỗi đời sống của chúng ta. Đó là chúng ta biết Chúa và nhìn thấy Chúa, chúng ta sẽ nhận được trong đời đời. Và có một câu chuyện kể về Trang Tử. Một ngày kia, Trang Tử dẫn một đoàn môn sinh của mình lên núi để thăm Bạch Hữu, và đến chỗ rừng sâu thì heo hút. Thì ông gặp ông thiền phu, ông đang chặt cái cây củi để đem về. Thì Trang Tử mới hỏi người thiền phu đó là: tại sao anh chặt hết mấy cây kia và chỉ lưu lại cây to này? Thì người thiền phu mới trả lời đó là: cây này xem bề ngoài đẹp đẽ vậy chứ vô dụng lắm, chẳng xài được vì gỗ của nó không có tốt. Trang Tử quay sang ngó các môn sinh của mình bảo: cây này nhờ vô dụng mà nó được sống, các con phải học như vậy. Và sau khi đi qua một cái vùng núi thì trời đã được tối, thì Trang Tử dẫn các môn sinh của mình nghỉ đêm tại nhà của một người bạn. Và người bạn đã lâu ngày không có gặp Trang Tử cho nên rất là mừng rỡ, sai con của mình đó là hãy làm thịt con chim đem đi đãi khách. Thì người con mới nói: thưa cha, nhà mình có hai con chim thì sẽ làm thịt con nào? Thì người cha mới nói: tất nhiên là làm thịt con chim không có biết gái. Thì cha mới quay sang mới nói với Trang Tử: đứa con của tôi thật lợi rồi, con chim không biết gái thì làm thịt nó ăn thì được rồi. Lúc đó thì Trang Tử mới quay qua mới nói cho các môn sinh của mình nghe: con chim được sống là nhờ biết hót, các con phải học lấy điều này. Thì các học trò của mình không hiểu vì sao và suốt cả đêm đó là chằn chọc thao thức, không có biết lý do thầy dạy của mình như thế nào. Thì chờ đến lúc khác thì họ mới hỏi Trang Tử đó là: thưa thầy, chiều hôm qua vào rừng thấy cây vô dụng thì sống, thầy bảo con học nó, rồi đến lượt con chim nhờ nó có tài mà được sống, thầy cũng bảo con học nó, lời thầy dạy thật là mâu thuẫn quá, rốt cuộc chúng con phải theo bên nào, hữu tài hay vô tài, hữu dụng hay vô dụng? Thì Trang Tử mới cười to lên và mới dạy cho các môn sinh của mình đó là: các con phải giúp, phải biết dùng trí mà phán đoán, tùy thời cơ mà cư xử ứng biến, thể thấy chỗ nào có tài thì vô tài, chỗ nào cần vô dụng thì trở nên vô dụng, còn chỗ nào bình thường thì hãy trụ ở giữa hữu dụng và vô dụng. Tài và bất tài đều như nhau, hợp với người thì có lúc tan, làm nên việc thì có người bị luận, ngay thẳng thì bị chèn ép, đàng hoàng thì bị chê bai, làm thì có kẻ phá, giỏi thì có người ghen ghét, không ra gì thì thiên hạ kinh dễ, chỉ có kẻ nào biết mới xong mà thôi. Kết cục thì Trang Tử mới rút ra cái câu đó là: khôn cũng chết, dạy cũng chết, chỉ có biết mới xong. Chúng ta biết cái vận dụng của chúng ta ở thời cơ như thế nào, dùng trí khôn của chúng ta ở những hoàn cảnh như thế nào, dùng sự ngu dại của chúng ta ở những cái lúc nào. Đó là những cái điều chúng ta cần phải biết ở trong cuộc sống của mình. Và chúng ta biết như vậy thì chúng ta phải cầu xin sự khôn ngoan của Chúa, cầu xin sự hướng dẫn của Ngài ở trong đời sống của chúng ta. Và có một câu nói đó là: biết định biết ta, chăm chậm chăm thật.
chúng ta biết được cái đối phương của chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ dễ dàng thắng và chúng ta sẽ chiến thắng được khó khăn ở trong đời sống của mình. Và có một bài thơ của Nguyễn Khuyến, ông đã viết về sự dạy và khôn ở trong đời sống của mình. Và trong câu thơ này thì tôi sẽ trích ra một phân đoạn, tôi xin đọc: thế tự đua nhau nói dạy khôn, biết ai là dạy biết ai khôn, khôn nghề trời bạc là khôn dạy, dạy chốn văn dương hay dạy khôn, này kẻ nên khôn đều có dạy, làm người có dạy mới nên khôn, cái khôn ai cũng khôn là thế, mới biết trần gian kẻ dạy khôn. Khôn và dạy ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có đôi lúc chúng ta trở nên khôn ngoan, có những lúc chúng ta trở nên là những người ngu dại trong đời sống này, để chúng ta nhận biết được sự ban ơn của Chúa và sự gìn giữ của Ngài ở trong đời sống của mọi một chúng ta. Và trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy có một vị vua được Đức Chúa Trời, Ngài đã cho ông một cái điều ước. Ông không cầu ước đó là sự giàu có trong đời sống này, ông không cầu ước đó là cho có được sự sống lâu, nhưng mà ông cầu xin một điều, đó là hãy cho ông có được sự khôn ngoan. Đó là vị vua Salomon của chúng ta. Và trong Kinh Thánh thì còn có ghi lại đó là trước ông và sau ông cũng không có một vị vua nào khôn ngoan như là Salomon. Bởi vì ông cầu xin sự khôn ngoan và sự cầu xin của ông theo cái ý muốn của Chúa, và ông đã cho ông có được sự khôn ngoan, rồi Chúa lại cho thêm ông có được sự giàu có, cho ông thêm có được sự sống lâu. Mọi việc làm của chúng ta ở trong đời sống này, chúng ta phải biết kính sợ Chúa, chúng ta phải biết nhận ra những cái lỗi lầm của mình, và chúng ta biết cầu xin những cái ý muốn của Chúa, đâu là cái ý muốn tốt đẹp mà Ngài dành cho con người của chúng ta. Và cái kết cục của cuộc đời Salomon và những ngày sau cùng thì ông viết ở trong sách Truyền Đạo đoạn 2 câu 13 đến câu 16. Ông bà chị em nào có kinh thánh thì chúng ta cùng xem ở trong sách Truyền Đạo đoạn 2 câu 13 đến câu 16. Tôi xin đọc: Và ta thấy sự khôn ngoan hơn sự ngu dại, cũng như ánh sáng hơn tối tăm. Người khôn ngoan có con mắt trong đầu mình, còn kẻ ngu muội bước đi trong tối tăm. Dầu vậy, ta nhìn thấy hai đàn cùng gặp nhau một số phận về sau, nên ta có nói trong lòng rằng từ đại đến cho kẻ dạy, kẻ đại đến cho ta cũng vậy. Vậy ta có nhiều khôn ngoan như thế mà làm chi? Ta lại nói trong lòng rằng điều đó là sự hư không nữa, vì người ta chẳng nhớ người khôn ngoan đến đời đời, cũng như chẳng nhớ kẻ ngu muội, vì trong ngày sau cả phải đều bị quên mất từ lâu. Phải, người khôn ngoan cũng chết như kẻ điên cuồng. Ông đã viết trong sách Truyền Đạo, hư không của sự hư không thải điện hư không. Và trong khúc Kinh Thánh này, ông lại nói tiếp đó là người giàu cũng chết, người nghèo cũng chết, người khôn ngoan cũng chết, người dạy cũng chết. Ông khôn ngoan là gì? Cái kết cục đó là cũng là hư không. Và chúng ta cần phải học ở điều này, đó là chúng ta muốn được sự sống đời đời, đó là chúng ta phải nhìn biết cha của chúng ta. Và trong câu Kinh Thánh vừa rồi chúng ta đọc, đó là mở đầu đó là trong sách Giăng đoạn 17 câu số 3: vả sự sống đời đời là nhìn biết cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Jesus Christ là đấng cha đã sai đến. Đức Chúa Trời Ngài đã sống cho chúng ta một cái nước thiên đàng, Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta một nơi ở, chúng ta hãy đến với Ngài, chúng ta hãy ăn năn tội lỗi của mình và quay về với Chúa, thì chúng ta sẽ nhận được sự sống đời đời. Và điều quan trọng hơn hết đó là chúng ta nhìn biết cha của chúng ta là đấng yêu thương chúng ta, Ngài là đấng để sẵn sàng tha thứ tội lỗi của mình. Và có một gia đình nọ thì người cha mất sớm, để lại một người mẹ cùng với ba đứa con. Tuy người mẹ này vất vả phải làm lụng để nuôi lớn ba đứa con của mình, phải ăn học như thế nào. Và đến lúc ba đứa con này đã
thành đạt, đã có gia đình thì mới nhớ lại người mẹ của mình đã bao nhiêu năm đã vất vả để nuôi mình khôn lớn, cho nên là những đứa con này mới nói chuyện với nhau và cùng chung lại để cho mẹ của mình đi một chuyến du lịch để mở mang tầm mắt, để hướng được những cái điều vui ở trong thế giới này. Thì ba đứa con mua cho người mẹ của mình một cái vé để cùng đi du lịch, thì người mẹ cùng đi cùng chung với một đoàn đó. Và trong những cái buổi như vậy thì đến lúc giờ ăn đó, thì người mẹ không có dám ăn như thế nào, thì người mẹ mới lấy những cái bánh của mình đem theo. Và đôi khi đến giờ ăn đó, thì bà nói tôi không có ăn, tôi phải lấy bánh mì ra để ăn. Và sau khi cái chuyến đi trở về đó thì người con mới hỏi mẹ của mình chuyến đi này có vui vẻ không, cảnh có tốt đẹp hay không, thức ăn như thế nào. Thì người mẹ mới nói là mọi chuyến đi thì tốt đẹp, nhưng đến giờ ăn đó thì người mẹ của mình không có dám ăn, lấy bánh mì và lấy những cái đồ của mình đem theo đó. Thì người con mới nói với mẹ của mình rằng mẹ ơi, con đã mua cho mẹ tất cả những cái chuyến vé ở trong đó, có những cái đồ ăn nữa, đồ ăn rất ngon đã chuẩn bị, đã miễn phí, tại sao mẹ không ăn? Và cuộc đời của chúng ta cũng vậy, Chúa đã cho chúng ta một cái vé ở nước thiên đàng và có rất nhiều điều miễn phí ở trong đó, nhưng chúng ta không có biết sử dụng, chúng ta không có biết cái thức ăn đó là thức ăn tốt để dành cho mình, chúng ta lại sử dụng những cái điều có sẵn ở trong mình. Chúng ta cho rằng những cái điều của mình đó là những điều tốt đẹp nhất, chúng ta không được hưởng những cái điều tốt đẹp mà Ngài đã dành cho chúng ta. Thưa quý bà chị em, để chúng ta nhận được sự sống đời đời thì chúng ta phải biết chính là Chúa của chúng ta. Ngài là Đấng đã tạo dựng nên thế gian, tạo dựng nên vũ trụ này, và chúng ta hãy giữ điều răn của Chúa và đi theo những cái đường lối của Ngài. Chúng ta phải ăn năn tội lỗi của mình với Chúa và xin tội lỗi của mình ra. Ngài là Đấng sẽ tha thứ dồi dào để mỗi người chúng ta sẽ nhận được ơn phước. Và trên hơn hết đó là chúng ta phải nhìn biết cha của chúng ta là Đấng đã vì tội lỗi của chúng ta chết, để chúng ta nhận được sự sống đời đời ở trên nước thiên đàng của Chúa. Và sự sống đời đời là nhìn biết cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giê-xu Christ là Đấng cha đã thành.